Không sao. Ở bên phía chúng ta thì cô nàng Hạ Mi cũng có lao, có lao, có giáo. Thật ra thì lao và giáo thì là một cái dụng cụ dễ kiếm hơn rất nhiều. Súng thì có lẽ là hơi khó kiếm hơn. Nhưng không sao, họ đã kiếm được và hy vọng rằng súng của họ sát thương không quá lớn như súng của Việt Nam. Đây là Lu Yao. Lu Yao đang có một pha check map và DK Khỉ làm mục tiêu. Đã bị cầu đi một út máu nhưng đó là Zip và Zip không quá lo. Đã phải bật tốc hành thì phải. Đúng rồi, đã bật tốc hành. Trong khi đó thì ở khu đường giữa đang có một pha solo tay đôi đến từ Ras và Laurien. Nhìn chung thì hai đội không có trao đổi bùa và chúng ta sẽ ăn bùa nhà ai ăn bùa nhà nấy. Con bài Murat sẽ ăn bùa xanh và chúng ta tương tự cũng là bùa xanh. Ở trên khu vực trên thì Omen đang khởi động nhanh hơn và rõ ràng là chúng ta có lợi thế đẩy đường sớm hơn một chút nhưng cũng không quá quan trọng. Trong khi đó Hạ Mi ở khu vực dưới thì đang bị hành hơi khổ, cầm cái giáo nên chạy hơi lặc lè một chút và Hạ Mi đã bị đối phương cầu đi một ít máu. Mã thì đang có một thế ưu hơn ở khu vực trên. Mờ Sương đang farm rừng có lẽ cũng nhanh hơn so với Murat của đối phương. Rõ ràng Mờ Sương đang ăn rừng rất nhanh so với đối phương. Ở trên khu vực đường giữa thì X bị cầu máu khá đau nhưng đây là một pha gây khó khăn đến từ Zip. Và Zip đã gây khó khăn đối với nước nhưng đây là một pha xuất hiện ở khu vực đường giữa rất hay đến từ Xiao Gui. Cô nàng này đã lẻn lẻn ra khu vực đường giữa và dùng súng của mình bắn vào X và X phải nằm lại. Mặc dù X có một khuôn mặt khá ổ báo nhưng trước sức đẹp đến từ Violet của cô nàng này thì cũng vẫn phải tắt điện nhưng tiếp tục là một pha cấp rừng khó chịu. Ở trên khu vực đường trên thì ta đã có mạng hạ gục và đó là Seri. Cô nàng Seri đã bị hạ gục bởi Mờ Sương và dưới sự trợ giúp của Mờ Sương thì có lẽ trụ đường trên đã có dành cho Omen của Mã. Ok, chúng ta đã có trụ rất sớm ở ngay khoảng thời điểm phút thứ hai của trận đấu, chúng ta đã có trụ và đây là một lợi thế không nhỏ đến với đội tuyển Việt Nam. Nó đến từ việc mà thành viên đi rừng của bên phía khu vực Đài Bắc đang bị quấy rất mạnh mẽ đến từ Zip nhưng không có bảo kê. Rõ ràng là những streamer nữ làm cho cái khả năng di chuyển của bên phía đội tuyển Đài Bắc bị yếu đi. Nhưng không vì thế mà Lu Yao không thể hiện được kỹ năng. Vừa rồi là một pha solo kill và Lu Yao đã có được mạng hạ gục của Mờ Sương. Đây là Xiao Gui. Có lẽ phải bỏ lại cái mạng của trợ thủ Âu Quang thôi. Và Âu Quang đã có dành cho đội tuyển Việt Nam. Rất hay. Một tình huống thi đấu tốt, một tình huống bắt người tốt đến từ khu vực Việt Nam. Bởi ở trong trận đấu thứ hai này chúng ta vẫn đang hòa về chỉ số về mạng. Đang làm pha tốc biến đến từ khu vực đường trên của Omen. Nhưng Omen bị đá tứ nguyệt chạm không chuyển phát nào. Sau đó là một pha sử dụng kỹ năng hoàn toàn là chuẩn xác đến từ Seri và Lu Yao. Trong khi đó khu vực dưới chúng ta đấm, chúng ta đá, chúng ta đạp và chúng ta có được hai điểm hạ gục. Rất hay. Những điểm hạ gục rất quyết liệt đến từ đội tuyển Việt Nam. Anh ơi em đi với, đừng đưa em qua. Ok. Và Hạ Mi đã có được cho mình một con bùa đỏ trong tình huống vừa rồi. Đây là Mã. Mã tiếp tục solo tay đôi với đối phương, đó là Seri. Hình như là rất muốn quất roi, rất muốn quất roi và quất rất đau. Tôi đang liên tưởng đến một ông cụ người Nhật đang quất liên tiếp vào một cô giáo, à không, chính xác hơn là một cô học trò. Và đã có được một pha quất roi thành công đến từ người trên. Một pha rất ổn đến từ vị trí của Omen. Trong khi đó ở đường giữa thì Laurien đã phải bật đèn phải xét và thủ trụ thành công. Nhưng đó là một cú đá tốt đến từ thầy giáo X. Và sau cú đá vừa rồi, Hạt Biên liệu có bị hạ gục hay không? Đó là tiếp tục liên tiếp những cú đá tốt đến từ thầy giáo X. Và đó là điểm hạ gục dành cho vị trí của Raza. Một pha thi đấu hay đến từ X. Có thể tích nội tại, anh ta tích nội tại thành công. Anh ta lướt đi hai chiêu lướt và sau đó sử dụng cú chém ảo chạm khá thuần thục. Nhưng đó là một pha hút đi. Và liệu nó là bắt vào Lu Yao hay không? Đúng là bắt vào Lu Yao. Lu Yao có bị hạ gục hay không trong tình huống này? Lu Yao đang thấp máu, Lu Yao chém được 3 stack, 4 stack. Lu Yao hạ gục được Abi, rất hay. Sau đó là Hanfei quẩy cũng khá hay trong vòng đại phán xét. Anh Mã đang muốn bắt vào Hanfei, nhưng anh ta liệu có thể đủ sức sát thương, trong tình huống vừa rồi. Ép vào đến từ Omen, đang quật, vẫn tiếp tục quật. Nam hay nữ thì cũng quật. Sau đó là một pha lốc vào đến từ Khỉ và hút được thành công Omen lui về. Sau đó thì Mờ Sương quẩy, Mờ Sương đang quẩy rất đau. Và đó là Mờ Sương với con bài King Blood. Chúng ta có liên tiếp hai mạng hạ gục và lui về thành công. Rất hay. Khu vực quốc gia mạnh hàng đầu với Liên Quân Mobile. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đội tuyển Việt Nam có được một kết quả tốt. Đây là Hạ Mi. Hạ Mi bị đấm đá đạp. Đau quá Mi ơi. Mi bị đánh ghen trong tình huống vừa rồi. Có lẽ là như vậy. Có lẽ là tranh nhau Omen của Mã. Đây là một pha quẩy đến từ Mờ Sương. Mờ Sương đang rất xanh rồi. Ông Quang là người bị hạ gục. Và đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho Mờ Sương double kill. Mờ Sương đang quẹt trụ, anh ta thậm chí không cần lính, rất ổ báo. À không, có lính, xin lỗi các bạn. Tôi đã không nhìn thấy có lính ở trong tình huống này.
và khiến cho King Cross có được hai lần hồi máu liên tiếp và những lần lướt đi liên tiếp để bắt vào đối phương một cách dễ dàng. Mã đang bị đánh nhưng cái trụ đang bị lấy được đi rất nhiều máu và sau đó lùi về thành công với sự bảo kê đến từ Zip. Nhưng sau đó lại lăn lại, muốn chơi đến từ đội tuyển Việt Nam. Mờ Sương đã đến, Mờ Sương đang quạt trả, trong khi đó thì một thành viên của đối phương đó là cô nàng Keo Lao Sui đã bị hạ gục. Sau đó thì chúng ta tiếp tục lao vào và hạ gục được đến 3-4 thành viên của đối phương. Lui Yao không thể tích được nội tại và chưa thể hạ gục được thành viên nào của chúng ta. Trong khi đó thì chúng ta đã có trụ đường lính đầu tiên của đội bạn. Mã đang muốn câu kéo và chúng ta có một pha quét sạch chẳng? Đúng là quét sạch. Và trận thắng thứ hai đang đến rất gần với quân Việt Nam. Và có lẽ chúng ta sẽ có chiến thắng thứ hai ở trong trận đấu này. Rất hay. Đội tuyển Việt Nam đã có hai chiến thắng liên tiếp và chúng ta sẽ có mặt ở vòng trong đối đầu với đội tuyển Thái Lan.